Và kính thưa quý vị, mở đầu đêm tiệc ngày hôm nay, chúng ta vừa đến với một nhạc cảnh như thần tiên của xứ sở Hanayuki. Một câu chuyện chỉ trong cảm tưởng mà thôi, tuy nhiên gợi cho chúng ta rất nhiều niềm cảm hứng về sự yêu thương và về sắc đẹp của người phụ nữ. Và ngày hôm nay, với sự vinh dự đó, chúng tôi rất vui mừng được chào đón rất nhiều các bóng hồng, rất nhiều các vị khách mời đặc biệt có mặt trong sự kiện đêm nay. Đầu tiên, về phía công ty VB Universal là chủ sở hữu hai thương hiệu Hanayuki và Yuki Makeup, chúng tôi xin được phép long trọng được giới thiệu sự hiện diện của bà Đoàn Di Băng, tổng giám đốc công ty VB Universal. Tiếp theo, chúng tôi xin được phép vinh dự và được đón tiếp sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Vũ, phó tổng giám đốc công ty VB Universal. Xin được chào đón sự hiện diện của Miss Hoàng Lan, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific. Chào đón sự hiện diện của Miss Quyên, đại diện nhà tài trợ trung tâm nha khoa thẩm mỹ ST Dentist. Chúng tôi xin được vinh dự chào đón Dược sĩ Tiến, thành viên Viện Hàn Lâm Thẩm mỹ Nội khoa Hoa Kỳ. Vinh dự được chào đón sự hiện diện của Miss Hanayuki 2018 Bảo Nhi.